Xem tử vi về ngày mới, rất hoan hỉ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong chương trình của ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau. Về đúng 5 ngày cuối tháng 10 năm 2022 về dương lịch thì tốt 4 con giáp được thần tài chốt số vàng, tài lộc chất đầy nhà. Đây là những con giáp cực kỳ may mắn trong 5 ngày cuối tháng 10, tức là từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022 về dương lịch. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 5 ngày cuối tháng 10 này, đó là con giáp người Thủy Tỵ. Với người Thủy Tỵ là người có tính cách cứng rắn, chu đáo ở trong công việc. Họ làm việc gì cũng rất kiên nhẫn, nhờ vào những hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Và khi bước qua những ngày cuối tháng 10 này thì người Thủy Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn ở trước đây và gặp rất nhiều may mắn, dù họ làm việc gì cũng suôn sẻ và thành công nhất. Với những ngày tới sẽ là những khoảng thời gian của người Thủy Tỵ sẽ bước sang một trang mới, nó chứa đầy những hứa hẹn của sự tài năng và sự giàu có. Họ là những con giáp làm việc có trách nhiệm và có suy nghĩ chín chắn. Họ có thể luôn được cấp trên ghi nhận và đánh giá rất cao. Chính vì vậy mà con giáp này hãy chú ý nắm bắt những cơ hội này để tạo nên những mối quan hệ tốt đẹp nhất. Và sự thuận lợi trong công việc sẽ thúc đẩy con đường tài lộc của bạn tăng cao. Với con giáp này, dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ hứa hẹn cuộc sống lúc nào cũng rủng rỉnh toàn niềm vui và tiền bạc. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 5 ngày cuối tháng 10 này, đó là con giáp người Ngọ. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng thì người tuổi Ngọ là người làm việc chăm chỉ, cũng là người dám nghĩ dám làm, không chịu an phận thủ thường. Họ cũng thuộc típ người hướng ngoại, có nhiều mối quan hệ cá nhân rất tốt. Cũng bởi vậy mà con giáp này là con giáp có đường tài lộc khá khởi sắc. Không những thế, với người tuổi Ngọ thường là người khá thức thời và cũng là người có tầm nhìn xa trông rộng. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân mình. Với người tuổi Ngọ là người được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn vào cuối tháng 10 là nhờ có thần tài ở bên, nên con giáp này càng dễ dàng gặp những điều tốt lành nhất. Với những người tuổi này là người làm việc chăm chỉ và rất nghiêm túc, lại được sao tốt chiếu mệnh nên có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Họ có thể luôn được cấp trên tạo điều kiện để thăng chức tăng lương. Trong khi đó thì người làm kinh doanh hay làm buôn bán rất man tay và kiếm được rất nhiều tiền. Con giáp này là con giáp cũng biết quản lý về tài sản nên tiền bạc tích cóp được ngày càng nhiều, trong cuộc sống của họ ngày càng thịnh vượng. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 5 ngày cuối tháng 10, đó là con giáp người tuổi Mùi. Với những người tuổi Mùi là những người rất hiền lành và tốt bụng. Họ là con giáp hay giúp đỡ mọi người xung quanh và cũng là con giáp có trí tuệ, có cảm xúc cao. Với người tuổi này là người rất năng động và làm việc chăm chỉ, có một hiệu quả công việc không ngừng được nâng cao, cùng với những khát khao kiến thức mạnh mẽ và một tinh thần làm việc luôn luôn có trách nhiệm cao, nên họ có thể có được cơ hội tốt để nâng cao kỹ năng, và quý nhân sẽ giúp đỡ người tuổi Mùi từ đây mở ra một bước ngoặt lớn trên con đường sự nghiệp của Mùi. Và khi bước sang 5 ngày cuối tháng 10 năm 2022 thì con giáp này có một vận trình vượng phát và đạt được nhiều thành quả xứng đáng với những sự siêng năng, chăm chỉ và luôn nỗ lực của con giáp người tuổi Mùi này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 5 ngày cuối tháng 10, đó là con giáp người tuổi Dậu. Theo tử vi dự báo thì người tuổi Dậu là người có đầu óc nhạy bén nhưng rất linh hoạt và hoạt bát. Khi bước vào 5 ngày cuối tháng 10 này thì công việc bắt đầu khởi sắc, dù họ có gặp khó khăn cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Với con giáp này là con giáp
luôn dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. Và trong những ngày tới đây thì họ sẽ phát huy tốt hơn những năng lực của chính mình, làm việc siêng năng và chăm chỉ, luôn gặt hái được những kết quả mỹ mãn nhất. Với người tuổi Dậu là người có sức chịu đựng và cũng là người có tính kiên trì rất đáng kinh ngạc. Và đến những thời cơ chín mùi thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và trong cuộc sống vật chất của con giáp này không ngừng được cải thiện. Và chắc chắn khi bước vào năm ngày cuối tháng 10 năm 2022 vì dương lịch này, thì con giáp này sẽ có những cơ hội kiếm tiền đỉnh cao. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về những con giáp cực kỳ may mắn trong 15 ngày tới, thảnh thơi hứng tiền vàng, bạt ngàn đất cát, sắm nhà tậu xe nhanh như trước. Theo tử vi dự báo thì trong 15 ngày tới, thần tài chiếu cố nhiệt tình nên những con giáp này là những con giáp may mắn, lộc lá bùng nổ mạnh mẽ, sớm có nhà có xe. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất đó là con giáp người tuổi Tý. Theo tử vi trong 15 ngày tới đây thì cục diện tam hợp xuất hiện, nó mang đến những thuận lợi nhất định cho người tuổi Tý ở trên phương diện công việc của bạn, và bản mệnh tiến triển khá tốt. Bạn là người có tài năng, lại thêm những cơ hội thể hiện mình nên đã tạo ra không ít những không gian phát triển cho bản thân mình ở trong tương lai. Với những cơ hội đến với tất cả mọi người, chỉ có điều là ta có nắm bắt được hay không mà thôi. Thậm chí có người còn tự tạo ra những cơ hội cho chính mình. Chính những sự rèn giũa đã giúp cho bạn trở nên những sự nhạy bén hơn ở trong công việc, và cũng là người có kỹ năng nhận biết được khi nào thì thời điểm sẽ đến để mình tỏa sáng. Bởi vì ngũ hành tương sinh, nó cũng giúp cho tình cảm của các cặp đôi vợ chồng của những con giáp này trong thời gian này vô cùng mặn nồng. Còn với những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đã được hóa giải một cách nhanh chóng. Các mối quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Còn người độc thân có thể sẽ được bạn bè hoặc gia đình mai mối giới thiệu nên có những cơ hội gặp gỡ một số đối tượng khác phái. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 15 ngày tới, đó là con giáp người tuổi Dần. Theo tử vi ngày mới cho biết thì trong 15 ngày tới đây thì thực thần phù trợ nên người tuổi Dần rất dễ phát tài, nhất là với những ai đang làm người tự do và đã cố gắng trong suốt một thời gian dài. Bạn sẽ được hưởng những thành quả lao động xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra trong vòng 15 ngày tới đây. Bạn là một người có tính hài hước và rộng rãi, chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Và bạn cũng rất dễ gây được ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Và trong những thời gian này cũng là ngày thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ, mở rộng mối tìm kiếm đối tác trong tương lai. Bởi vì thủy sinh mộc, nó cũng cho thấy là con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn luôn chủ động giúp đỡ mọi công việc trong nhà. Bạn cũng hiểu rõ rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong công việc, phải có trách nhiệm xây dựng một gia đình hạnh phúc hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong 15 ngày tới, đó là con giáp người tuổi Thìn. Theo tử vi trong 15 ngày tới đây là khoảng thời gian vượng cát đối với người tuổi Thìn, rất may mắn về đường tài lộc. Tài lộc cứ thế ùn ùn kéo đến với con giáp này. Không những vậy mà người tuổi Thìn còn được chỉ ra là người có vượng quý nhân rất lớn, nên đường tài lộc nhờ vậy mà ngày càng trở nên hanh thông hơn. Từ những thời gian này thì người tuổi Thìn cứ thế mà đi trên con đường đã trải sẵn đầy hoa hồng, hưởng chọn những thành quả thật xứng đáng. Với những thời gian này thì người tuổi Thìn là người kiếm tiền bạc dễ dàng hơn ở trong tầm tay, và nhận được những khoản tiền kếch xù đến mức bản thân con giáp này cũng không ngờ tới. Đây cũng là một trong những cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lực tích cực và bứt phá hơn nữa từ sự nghiệp cho đến chuyện tình cảm. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.
Đừng tiếc like và comment khi xem video này.